nè, bạn có chuyện gì muốn nói mà phải kêu mình ra ngoài đây lận vậy? Cái này bạn hãy nhận đi. Đó là cái gì chứ? Một món quà thôi mà. Cái này ngon lắm nên mình mua cho bạn đó. Tại sao? Bộ hôm nay là ngày gì đặc biệt không? Cha Đu nè, bạn có biết tại sao lúc nào ở trong lớp mình cũng thích chọc ghẹo bạn nhất không hả? Làm sao mà mình biết được chứ? Tính của bạn lúc nào mà chẳng như vậy. Mình có vậy thiệt sao? Nhưng đó là gì? Mình muốn có một mối quan hệ đặc biệt với bạn á. Vào cuối tuần chúng ta có thể đi chơi với nhau và ăn những món thiệt là ngon. Mình muốn được ở bên bạn mỗi ngày. Nhưng mà mình không muốn. Trời Đu à, bạn trả lời mà không thèm suy nghĩ chút nào luôn hả? Mình đã gặp bạn cả tuần rồi, giờ cuối tuần cũng phải gặp nữa hả? Đúng là nhàm chán. Nhàm chán sao? Quan trọng là chúng ta không có hợp nhau đâu, vui sớt à. Cái gì? Bạn nghiêm túc chứ? Tất nhiên rồi, đối phó với mấy trò đùa của bạn mệt lắm luôn. Thì ra là vậy. Vậy thôi, mình đi nha, chào bạn. Nè. Còn cái này thì sao đây? Bạn tưởng mình dễ bị gạt tới như vậy hả? Thiệt là. Hết hồn à. Cứ tưởng thứ đó thiệt chứ không ngờ lại là sô-cô-la. Loại này đúng là ngon quá đi. Không bỏ cuộc. Minji ơi. Hey, sao hôm nay bạn đi học sớm quá vậy? Cha Đu à, bộ bạn không nhớ hay sao? Tụi mình đã hẹn đi sớm để làm bài tập chung với nhau mà. Xin lỗi, mình ngủ quên mất. Nè, cho Cha Đu, bộ bạn bị mất một chiếc giày hả? Sáng nay gấp quá nên mình mang lộn đó. Không phải đâu, mọi người nói đây là trào lưu mới. Nhưng không hiểu sao mình thấy Cha Đu lại không hợp lắm. Bạn nói cái gì? Biết tại sao không? Bởi vì nó chỉ có tác dụng với những người xinh đẹp thôi. Còn khi áp dụng lên người cho Cha Đu thì chỉ thấy mắc cười và kỳ cục thôi à. Lẽ ra lúc này bạn ấy sẽ phải nói vậy chứ. Sao vậy? Đáng lẽ bạn ấy phải lấy chuyện này ra để chọc mình cả ngày mới đúng chứ. Cha Đu ơi, bạn đừng có lo. Sẽ không có ai chăm chăm nhìn vào giày của bạn đâu mà. Bạn nói cũng đúng. Mình có thể đổi dép đi trong nhà được mà. Bạn ấy có buồn chuyện hôm qua không ta? Nè, ngắm cho kỹ vô đó. Nè, cho đâu? Tụi mình đang chơi bóng ném chứ không phải chơi lộn nhào đâu. Cái gì vậy chứ? Bộ bạn ấy buồn thiệt hả? Trời ơi, đủ rồi đó nha. Tại sao bạn ấy lại không để ý tới mình? Hôm qua bạn ấy mới. Dạ, cái nè, lấy vui xa. Không uổng công mình nhịn xì hơi từ tối qua tới giờ. Còn bây giờ bạn ấy lại. Mình muốn có một mối quan hệ đặc biệt với bạn. Chúng ta không có hợp nhau đâu, Junseok à. Mình có ác với bạn ấy quá không ta? Nhưng tụi mình đang là bạn tốt của nhau rồi, còn muốn hơn nữa để làm gì chứ? Tại sao bạn ấy lại cứ khó chịu về chuyện này vậy không biết nữa. Ai, tập trung làm bài tập thôi. Ai, tự nhiên là mình khó chịu theo luôn à. Cha Đu ơi. Ngày mai con muốn ăn cá ngừ hay là ăn xúc xích để mẹ làm cho. Ngày mai? À đúng rồi, ngày mai tụi mình sẽ được đi dã ngoại. Vui quá đi. Ngày mai mình sẽ ngồi ghế kế bên vui sức. Chọn xong chưa? Cá ngừ hay là xúc xích? Con ăn cả hai luôn mẹ ơi. Con sẽ cho vui sức, ý là con sẽ cho các bạn ăn chung nữa. Thiệt là tốt quá. Ngày mai lên xe mình có thể tha hồ nói chuyện với bạn ấy rồi.
Các em ơi, giờ chúng ta sẽ lên xe theo thứ tự nha. Ủa, tại sao bạn lại ngồi chỗ này vậy? Thì Junseok kêu mình đổi chỗ với bạn ấy mà. Gì hả? Tại vì bạn lúc nào cũng ngủ và ngáy lớn tiếng á. Thì mình cũng vậy mà. Uổng công mình đã mang đồ ăn để chia cho các bạn. Các em chú ý nha, xe của chúng ta chuẩn bị xuất phát, nên các em nhớ phải thắt dây an toàn vào đó. Miên Chi nè, nếu bạn thích ngồi kế cửa sổ thì mình sẽ đổi chỗ cho bạn. Thật không hả Junseok? Cảm ơn bạn nha. Bạn ấy rất lạnh lùng với mình nhưng lại đối xử tốt với Miên Chi. Nè Choi Sa-du, bạn có thích ngồi kế cửa sổ không vậy? Tất nhiên là thích rồi. Mình cũng giống bạn, mình rất thích ngồi kế cửa sổ á. Nè Miên Chi, ăn cam đi. Cảm ơn bạn nha. Nè, mình cũng thích ăn cam lắm đó. Nè Sa-du à, bạn hãy ăn trái cam này đi. Mình đem theo là để cho bạn mà. Nè, cứ giữ mà ăn đi, mình không thích ăn nữa đâu. Cầm đi Miên Chi, cái này là mình dành cho bạn á. Đáng ghét, không để ý tới mình luôn. Chú xin lỗi, chú phải tránh một chiếc xe vượt ẩu. Các con có ai bị thương không vậy? Các em không sao chứ? Miên Chi à, bạn không sao chứ? Có bị đau ở chỗ nào không? Tại sao bạn ấy lại không thèm hỏi thăm mình câu nào chứ? Sa-du à, nước trái cây văng hết lên mặt bạn rồi kìa. Các em hãy nhìn những trái diệp quất xinh đẹp này. Bây giờ chúng ta sẽ hái thật cẩn thận theo cách đã được hướng dẫn nha. Sa-du ơi, ở đây có nhiều ơi là nhiều luôn nè. Bạn nói đúng, công nhận là nhiều thiệt. Làm các bạn sợ hả? Bạn làm mình hết hồn. Có muốn xem điều bất ngờ không? Ta-da! Nè, bạn hái được ở đâu vậy? Mấy trái bự bự như vậy ở bên kia có nhiều lắm á. Nãy giờ mình hái được một giỏ rồi. Bạn muốn lấy thì lấy. Hả? Có thiệt không? Bạn cho mình hết giỏ này luôn hả? Nè Sa-du, tụi mình chia mỗi người một nửa nha. Không cần, mình không lấy đâu. Ai thèm lấy mấy trái diệt quốc của Lee Junseok hái chứ. Mình có thể tự tìm thấy mấy trái bự ngon hơn vậy nữa kìa. Lee Junseok, bạn đúng là một tên nhỏ mọn. Mấy trái diệt quốc này lớn quá chừng luôn. Tuyệt vời, mình có cách rồi. Ủa Sa-du à, bạn lấy cái thang này ở đâu vậy? Bạn muốn lấy xài thì nên hỏi mượn bác nông dân ở đằng kia trước. Là chuyện của mình, ai cần bạn quan tâm chứ. Cứ lo cho bản thân của bạn đi. Đây là tô mì đầu tiên của tôi sau một tháng đó. Sa-du ơi, Miên Chi ơi. Miên Chi ơi, bạn ngồi yên nha, đừng cử động á. Rất có thể lũ ong vẫn còn quanh đây, phải cẩn thận mới được. Nè, Lee Junseok. Mình còn bị thương nặng hơn, mà bạn chỉ biết quan tâm một mình Miên Chi thôi. Tại sao lại đối xử với mình như vậy chứ? Không lẽ chỉ vì mình làm bạn thất vọng mà bạn ghét mình luôn sao hả? Cái gì, ghét bạn hả? Bắt đầu từ ngày hôm qua bạn đã trở nên rất là kỳ lạ rồi. Mình nói nè, hai bạn sao vậy? Có chuyện gì hả? Nè Choi Sa-du, sao bạn lại tức giận chứ? Đừng nói là bạn đang ghen tị nha. Cái gì, ghen tị hả? Bạn đang nói là mình ghen tị sao? Ừ.
Sao bạn lại tức giận chứ? Đừng nói là bạn đang ghen tị nha. Được rồi, thật ra mình cảm thấy mình bị tổn thương. Mình nên nói ra những cảm xúc thật trong lòng mình. Không biết là Junseok có nhà không ta? Mình không ngờ bạn ấy lại như vậy luôn á. Bạn đã làm theo những điều mình nói chưa? Mình đã không còn chọc bạn ấy nữa. Và còn đối xử tốt với những bạn khác là bạn ấy buồn thấy rõ luôn. Bạn thấy chưa? Con gái thường là vậy đó. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành rồi. Nè, Lee Junseok. Cha đu à. Bạn vừa mới nói cái gì hả? Nhiệm vụ là sao? Tất cả chỉ là nhiệm vụ thôi sao? Xin lỗi, mình phải đi trước đây. Bạn hãy bình tĩnh đi, Chadua. Mình đã nghĩ có lẽ bạn coi thường mình nên. Phải rồi ha, đáng lẽ mình phải biết từ sớm chứ. Mình phát hiện bạn không biết mình cảm thấy như thế nào nên đã làm cái này nè. Bạn có biết bây giờ mình đang nghĩ cái gì không? Hả? Nhìn đi, bạn đứng thứ nhì đó. Mình đã suy nghĩ rất lâu luôn rồi. Mặc dù là tụi mình hay cãi nhau, nhưng bạn vẫn là một trong những người bạn mà mình thích nhất, chỉ sau Minchi thôi. Vậy thì phải cảm ơn bạn rồi. Hên mà mình không xếp vị trí cuối cùng. Sao cuối cùng được chứ? Vị trí đó là của anh Huy. Mình thấy thoải mái hơn rồi. Kể từ bây giờ tụi mình về nha. Đừng bao giờ làm những nhiệm vụ như vậy nữa, biết chưa? Mình biết rồi, mình sẽ không dạy nữa. Bạn có biết là mình đã phải bỏ bữa tối vì bạn hay không hả? Thôi chào nha, ngày mai gặp lại bạn ở trường. Được lắm, bây giờ mình đang ở vị trí thứ hai, nhưng một ngày nào đó mình sẽ lên thứ nhất. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu, Chadu ơi. Để cô xem. Junseok nè, Dondon nè, Minchi, và còn có Chadu nữa. Đừng mà. Được rồi, những bạn cô vừa đọc tên vui lòng mang một trong những cây ở đây về nhà và chăm sóc suốt kỳ nghỉ. Chúc các em có một kỳ nghỉ vui vẻ nha. Kỳ nghỉ hè. Tại sao lại là mình chứ? Thiệt là phiền phức. Chà, cây mình nhận được là thảo mộc. Nghe nói cái này có thể ăn được đúng không? Cũng hay là cái cây của mình nhỏ xíu à. Minchi à, sao bạn có thể nói như vậy trước mặt của mình chứ? Bây giờ mình phải làm gì với nó đây? Mà cũng không biết ai lại mang cái cây bự như vậy tới lớp nữa. Cái cây đó là do mình mang lên. Nó được gọi là hoa màng màng. Để có thể chăm sóc được nó thì phải rất tỉ mỉ và tinh tế. Chadu à, làm khó bạn rồi. Anh Huy à, bạn nói câu đó có nghĩa là gì hả? Thỉnh thoảng mình sẽ ghé qua để kiểm tra xem cây còn sống tốt hay không đó nha. Được rồi, chào bạn, chúc bạn nghỉ hè vui vẻ. Các bạn cũng nghĩ là mình không tỉ mỉ và tinh tế hả? Tại sao lại không trả lời mình? Nghỉ hè vui vẻ nha, tạm biệt. Tụi trường gặp lại nha. Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi. Mình nhất định phải chơi hết tình mới được. Chán quá đi, chán quá. Chán quá đi à. Phải làm sao đây? Nghỉ hè mà không có gì để làm thiệt là chán. Alo, Chadu nghe. Chadu hả? Anh Huy nè, mình gọi để kiểm tra cây hoa màng màng của mình thôi mà. Nè, hôm nay là ngày đầu tiên mình mới mang cái cây về thôi nên nó còn tốt lắm. Cúp máy đi. Bạn ấy khiến cho mình khó chịu quá đi vậy. Mùi gì đâu mà kỳ cục. Phong cảnh ở đây rất già nè, tôi muốn nói dưới tên cầu lý. Mẹ ơi, làm sao để chăm sóc cho một cây hoa? Một cái cây phải nhận được nhiều ánh nắng mặt trời và phải chịu đựng mưa gió thì mới có thể phát triển. Thì không hả mẹ? Vậy con nên mang cái cây này ra ngoài để hả? Con cứ làm như vậy đi, thiên nhiên sẽ giúp cho hoa nở và cây cối tự do phát triển thôi hà. Thì ra là như vậy. Ha!
Mình sẽ để cho nó được tự do phát triển. Không được đi chơi cái gì hết á. Trời ơi à, nóng quá đi, nóng quá. Alo, Chadu nghe. Chadu hả? Anh Huy nè. Cây qua màng màng của mình sao rồi? Trời ơi, nóng quá, cúp đây. Trời, nóng quá à. Thôi chết rồi, lấy cây qua màng màng. Làm sao đây? Mẹ ơi, mẹ nhìn nè. Mẹ kêu con đặt nó ở ngoài trời để cho nó héo queo luôn rồi. Trời, không lấy một giọt mưa thì tất nhiên là nó phải héo rồi. Nhưng mà mẹ đã nói là thiên nhiên sẽ chăm sóc cho nó kia mà. Con đừng có ở đó mà hỏi mẹ nữa, mà hãy đi hỏi thiên nhiên đó con à. Mình đúng là bất cẩn quá đi. Không thể để cho nó chết như vậy được. Bạn không đủ tỉ mỉ và tinh tế để chăm sóc cho cây hoa này đâu. Coi cô, bạn Shadow đã làm chết cây hoa màng màng của em rồi. Thật sao? Con bé đã làm như vậy à? Đúng là thiếu tinh tế. Mẹ, không đâu, chuyện đó không thể xảy ra được. Hoa màng màng nè, làm ơn đừng có chết trên tay của tao. Nhà cha Đu xin nghe đây. Ai ở đầu dây vậy? Mình đây. Cây qua màng màng của mình sao rồi? Dạ xin chào, đây là nhà của cha Đu. Là mình anh Huy đây. Dạ xin chào, đây là nhà của cha Đu. Tôi biết bạn đã có một cây hoa màng màng. Giờ nó sao rồi? Nói cho mình nghe đi. Anh Huy hả? Đủ rồi đó. Cái gì? Sao bạn biết được chứ? Hay lắm, chơi cha Đu. Đây là cách bạn muốn chơi đúng không? Mình không còn lựa chọn nào khác. Ngày nào cũng tưới nước mà sao vẫn không cải thiện gì hết. Cái cây này đúng là làm mình bực bội ghê. Tao tưới nước cho mày nên mày phải sống đó. Xin hỏi là ai vậy? Tôi tới để thu tiền sữa. Nhưng mà hôm nay ba mẹ của con đi vắng rồi chú ơi. Chú có thể quay lại. Chào bạn, bạn khỏe không cho cha đưa? Bạn là người đi giao sữa hả? Trời, đừng có nói nhảm như vậy chứ. Mình nhờ chú ấy giúp, vì nếu không bạn đâu có chịu mở cửa cho mình đâu. Vậy bạn tới đây để làm gì vậy? Tất nhiên mình tới để kiểm tra cây hoa màng màng của mình rồi, chứ làm cái gì nữa. Mình theo nhà chút xíu ha. Không được đâu. Thật ra ý của mình là ba mẹ của mình dặn là nếu đang ở nhà một mình thì không được để cho người lạ vào nhà, nhất là người giao sữa đó. Mình không phải là người giao sữa. Sao tự nhiên đổ mưa vậy chứ? Mình lại không có mang theo dù. Thôi nha, mình phải lấy đồ phơi cho mẹ của mình đây. Tạm biệt. Nè, chơi cho đâu. Lần này thoát nạn rồi. Nó sống lại rồi kìa. Quang ô, Quang ô, vui quá. Sao trong suốt kỳ nghỉ mà mưa chỉ có một lần thôi vậy? Trời nóng quá à. Đang mệt mà còn phải đi tưới cây nữa. Nè, Mimi à, em với Barbie có thể đi tưới cây giúp cho chị có được không? Em cũng nóng chứ bộ. Em có thể tưởng tượng như là mình đang chơi nghịch nước vậy đó, Mimi. Hả? À, đúng rồi ha. Chúng ta có thể chơi mà đúng không? Đúng đó, mau ra sân đi. Cho này vui quá chừng luôn. Chị có thể
súng ác lớn nhất thế giới. Cho em thử, cho em thử với. À, thỉnh thoảng mấy đứa em của mình cũng có ít ghê đó. Bây giờ còn phải tranh thủ làm cho xong đống bài tập về nhà nữa. Chuyện quái quỷ gì vậy nè? Mấy đứa để làm gì vậy hả? Mỗi ngày có tưới nước không vậy? Ngày nào trên nghịch nước tụi em cũng tưới cho nó hết mà. Em nữa, em cũng vậy đó. Vậy thì tại sao cái cây lại chết khô như vậy chứ? Chị không biết đâu. Tại sao lại như vậy chứ? Bây giờ chị biết phải làm sao với nó đây. Chào mừng các em đã quay trở lại lớp học sau một kỳ nghỉ khá dài. Từ ngày mai sẽ bắt đầu học kỳ 2. Các em phải cố gắng hết mình đó nha. Đúng rồi, còn một chuyện này nữa. Các bạn hãy mang cây lên đây cho cô. Hả? Chuyện này không hay chút nào. Những bạn đã mang cây về trong kỳ nghỉ vừa rồi, có ai đem theo cây hay không? Mình nhất định phải nói sự thật với cô giáo. Dù nó có biến thành trò cười cũng mặc kệ. Tốt nhất là mình nên nói ngay bây giờ. Can đảm lên cha đua à. Phải nhanh nhanh lên mới được. Dạ cô ơi, em muốn nói. À, có chuyện gì hả Duyên Sức? Dạ thưa cô, cái cây mẹ mang về đã bị héo và chết rồi. Hả? Có thiệt không vậy? À, cô ơi, cây thảo mộc mà em mang về cũng chết luôn rồi. Hả? Em xin lỗi cô. Cô biết mà, đành chịu thôi. Thời tiết năm nay thực sự quá nóng và khô hạn. Chúng ta không thể làm bất cứ gì để can thiệp vào tự nhiên cả. Thôi được rồi, từ ngày mai các em sẽ bắt đầu vất vả rồi đây. Nhưng hôm nay chúng ta đều sẽ được về nhà sớm, chịu không? À, đúng là giải thoát mà. Các bạn đúng là bạn tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục nâng tự vào nhau mãi mãi. Bạn làm cái gì vậy? Shadow, cổ mình đau quá. Nói như vậy là cây hoa màng màng chết rồi có đúng không? Biết ngay là sẽ vậy mà. Tới giờ rồi, cần chai nước thôi. À, Bobby à, cây của chị con chết rồi, cho nên bây giờ không cần chơi nước nữa đâu. Không được, không được, con còn muốn chơi nữa mà. Ôi, không hiểu nổi. Mấy đứa nhỏ tưới nước cho cái cây mỗi ngày thì làm sao nó chết được chứ. Cây ơi, hãy uống nhiều nước nha. Bobby à, con tưới cây bằng cái nước đó hả? Con cho nó uống nhiều nước lắm, ngày nào cũng uống luôn. Cha đù mà biết cái cây chết thảm vậy chắc nó buồn. Chị đúng là sướng thiệt đó. Chị sắp được đi xem múa ba lê với ba mẹ rồi. Hả? Chị xin lỗi nha. Ba mẹ cũng rất muốn dẫn em theo, nhưng chúng ta chỉ có ba vé thôi. Hơn nữa em và chị Chadu đang bị cảm cúm nên không thể làm khác được. Ê, làm gì mà ồn ào quá vậy? Đi xem mấy người múa ba lê ổng ẹo nhảy vòng quanh với mấy trái banh thì có gì là đặc biệt? Chị không hiểu về ba lê thì đừng có chê nữa. Các con nhìn thấy mẹ như thế nào hả? Có phải mẹ của các con khi mặc trang phục này lên người nhìn giống như một quý bà châu Âu có đúng không? Không đời nào mà giống được. Bà xã à, em có thể thay bộ nào bình thường chút được không hả? Đã nói là không được rồi. Hả? Giáng sinh của Barbie. Khoan chờ đã. Hả? Mẹ ơi, mẹ có quên thứ gì không? Thôi được rồi, ba và mẹ sẽ về trước buổi tối. Con nhớ là ở nhà không được phá phách đó nghe. Và nhớ phải chăm sóc cho em nữa. Mẹ à, hôm nay là lễ Giáng sinh mà, mẹ phải cho con nhiều hơn một chút chứ. Cái con bé này. Đây nè. Tuyệt quá. Không hiểu nổi cái con bé này nó giống ai mà nó mê tiền thấy ớn luôn. Ủa? Sao ai cũng nhìn tôi hết vậy? La 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 la. Không biết là mình nên mua khoai lang nướng hay là bánh bao đây. Đúng rồi, mình có nhiều tiền mà, chị mua cả hai luôn. Baby à, chị đi chút về liền á. Chị định đi đâu vậy? Nếu như chị mà đi chơi, em sẽ mét mẹ, rồi mẹ sẽ lấy lại tiền của chị đó. Cái thằng nhóc này.
Được rồi, vậy thì chị sẽ chuyển kênh khác. Hả? Ở chính là chương trình ca nhạc. Hay quá đi. Quá, ở đây là nhóm những chàng trai chân ngắn nè. Chị ơi. Cái gì vậy hả? Cứ đi chỗ khác chơi đi. Chị đang coi nhóm nhạc mà chị yêu thích biểu diễn mà. Chị ơi, đừng có coi tivi nữa, chơi với em đi mà. Em chơi một mình buồn lắm. Em mà còn như vậy nữa là chị nổi điên là thiệt đó. Vậy thì chị nổi điên vậy chơi với em đi. Hãy chơi với em đi mà. Chơi đi ha. Chơi với em đi. Chơi với em đi bà. Chơi với em đi. Chơi với em đi mà. Chị ơi, chơi với em đi mà. Bỏ tay của chị ra. Cái đồ lì lợm này. Chơi với em đi. Ôi trời ơi, không thể chịu đựng được nữa. Hả? Thôi được rồi, Barbie à, chị sẽ chơi với em. Thật sao? Cái gì? Một nhiệm vụ? Em biết là ngày mai là lễ Giáng sinh, có đúng không? Nếu em muốn nhận quà từ ông già Noel thì em phải hoàn thành một nhiệm vụ. Hãy suy nghĩ đi. Em nghĩ xem trên thế giới này có bao nhiêu đứa trẻ muốn nhận được quà của ông già Noel chứ? Thật sự là rất nhiều. Nhưng mà ông già Noel thì làm sao có thể tặng quà cho tất cả các em ở trên thế giới này được, có đúng không nào? Ông ấy không thể nào làm được đâu. Ông ấy chỉ tặng những đứa trẻ ngoan thôi. Em rất là ngoan để có thể nhận được quà. Thì đúng là như vậy. Nhưng điều đó chỉ đúng tới năm ngoái mà thôi. Vì bây giờ em đã đi nhà trẻ rồi. Theo như chị nghe nói thì ông già Noel sẽ không cho quà tặng các trẻ em nào đã đi nhà trẻ đâu. Không phải, không phải như vậy. Đó là chị nói dối thôi. Em không tin lời của chị đâu. Được rồi, em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi à. Còn nếu như em không tin chị thì... Nhưng mà nếu ngày mai không nhận được món quà nào thì đừng có khóc đó. Chị ơi chị, vậy bây giờ em phải làm cái gì? Vậy chứ, em phải học thuộc hết tất cả sao? Khi mà em đang ngủ, ông già Noel sẽ đánh thức em dậy và nói là em hát một bài mừng Noel. Vì vậy, vào lúc đó em cần phải nhảy và hát toàn bộ các bài hát này. Vì vậy, tập luyện đi. Em biết rồi. À đúng rồi, Baby à. Ông già Noel cũng sẽ kiểm tra phong cách biểu diễn và nhịp điệu của em luôn đó, Baby. Rốt cuộc cô vẫn từ chối phục vụ bữa tối. Trời ơi, tức cười quá đi. Ta hỏi lần cuối cùng. Chị Chadu ơi, có thể giúp em được không? Mà ngày Chúa sinh ra đời, mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho mọi người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Để xem đánh giá sao đây. Chị không cảm nhận được sự chân thành trong bài hát của em. Ông già Noel sẽ nghĩ như thế nào nếu như em bỏ qua phần nhảy mà cứ tập trung vào lời ca? Dạ, em đã biết rồi thưa chị. Em sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa. Chúc may mắn nha, Baby à. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho mọi người, cùng cất tiếng ca. Alo, ai đó? Hả? Là Minchi hả? Sao? Bữa tiệc pizza Giáng sinh hả? Lúc 7 giờ ở nhà của Don Don sao? Rồi cùng xem phim ở nhà một mình nữa hả? Tất nhiên là mình sẽ tới. Vậy được rồi, hẹn gặp lại nha. Tuyệt vời, tiệc pizza Giáng sinh. Em làm chị hết hồn mà. Em tập xong rồi. Thiệt sao? Thử hát cho chị nghe coi. Chun yêu đi ta ga ghi cho nè mà ấm cất chơi gió đó mày cô hình nụ nì sẽ bơm đi xuống kia ta ra chỉ ghi cho nè. Baby à, bài hát này thật là tuyệt vời. Chị Chanu, bọn chị đang khóc sao? Chị ơi, Baby à.
Alo, ai đang gọi vậy? À, Mi Mi hả? Sao? Bệnh viện? Dạ, ba mẹ và em đang trên đường về thì... Trời ơi! Thật là tuyệt vời, có đúng không? Anh nghĩ thế nào hả anh? Có phải là em nhìn giống như là con tiên Nga không? À, bà xã à? Mẹ ơi! Thật sự cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng có lẽ sẽ về trễ vì mẹ cần phải được bác sĩ điều trị đó. Hả? Thôi được rồi, chị hiểu rồi. Mình biết ngay mà, không có gì hoàn toàn suôn sẻ. Mình phải làm gì đây? Đã có cách rồi. Em không phải là trẻ sơ sinh, em không muốn ngủ. Chị làm cái gì vậy? Vẫn còn sớm mà. Babi à, vậy thì ra ngoài chơi ha, em chịu không? Không. Được rồi, chúng ta cần phải dựng cây thông Noel ở trong vườn để ông già Noel có thể tìm thấy nhà của chúng ta mà tới. Em làm gì vậy? Đừng có đứng ở đó nữa, giúp chị một tay đi. À, dạ được, em giúp chị liền. Thật là vui quá đi. Đúng rồi ha. Chúng ta cần phải có đèn chớp chớp nữa để ông già Noel có thể dễ dàng nhìn thấy từ ở trên cao. Đèn chớp? Nhưng mà không biết nhà mình có không? Không có đâu. Cây thông Noel mà không có đèn chớp chớp thì chưa phải là cây thông Noel thật sự đâu. Bây giờ chị sẽ đi mua về để gắn lên, còn em thì ở nhà và tiếp tục làm, có được không? Em biết rồi. Chị nhớ về nhanh nha. Mà không phải giống như em trai của bạn sao? Không hề, em trai của mình gan hơn cậu nhóc này nhiều. Barbie à! Thôi chào các bạn nha, mình phải về đây. Shadow à! Barbie à! Nhiêu đây tiền không đủ mua đèn chớp rồi. Dạ con biết rồi ông ơi, chờ một chút con sẽ quay lại liền. Dạ đây thưa ông. Bao nhiêu đây thôi sao? Thôi được rồi. Dạ con cảm ơn ông nhiều. Ba mẹ về rồi đây nè hai đứa ơi. Ôi trời ơi, đẹp quá à. Đẹp quá à. Gì vậy chứ? Con cũng nghe mà có phải không? Dạ. Đó, con lại nghe nữa rồi. Tiếng động phát ra từ cổng nhà của mình có đúng không? Ba đâu rồi hả mẹ? Có nên gọi ba ra không mẹ? Ba của con không có ở nhà. Hôm nay bà con nhận được tiền thưởng, thế nào cũng đi uống rượu rồi.
Không thể tin được mà. Chúng ta đang rất cần một người đàn ông ngay lúc này. Mẹ cũng hiểu điều đó mà. Ba ơi, hãy vui lên. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Là ba hả? Ờ, cha đu hả? Phải có một ngôi đền mới ở gần đây chứ. Tại vì tôi nghe thấy tiếng đập của cá gỗ liên tục luôn á. À, ba à. Ba, trán của ba bị sao vậy? Ai đã đánh ba đúng không? À, không phải đâu, chắc đầu ba va chạm ở đâu đó thôi à, nhưng giờ không sao rồi. Ba nhớ cẩn thận hơn á. Ba thì ổn, nhưng còn cổng nhà mình thì tính làm sao bây giờ hả mẹ? Mẹ nghĩ sao hả? Mình có nên đổi cánh cổng mới bằng thứ gì đó mềm mại và đàn hồi hơn? Cũng được á. Hôm qua ba của con nhận được tiền thưởng, chúng ta sẽ lấy số tiền đó để sửa lại nhà, vậy có được không? Phải ha. Hôm qua được tiền thưởng, chờ anh một chút nha bà xã, anh sẽ đi lấy liền. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối nha. Wow, thật hay quá. Ba là tuyệt vời đó. Ba đâu mất rồi hả? Không thể nào, không lẽ ba đã làm mất rồi sao? Ôi trời ơi, mình nhớ rõ là mình đã để nó ở trong ví mà. Vậy là không được ra ngoài ăn tối rồi. Cậu chủ ác bà. Các con hãy đi học đi mau lên. Mình à, chúng ta cần nói chuyện. Gì đây? Em muốn nói chuyện với anh bằng cách viết vô giấy hả? Hãy viết những gì em nói trước khi em nổi giận. Được rồi, anh đồng ý. Đây nè em coi đi. Nhưng em có nghĩ là như vậy có nhiều quá không hả? Gì chứ? Không có. Ý anh là em rộng lượng quá. Vậy được rồi. Bây giờ em mau đi thay đồ rồi đi làm đi. Được. Nè, không đời nào có chuyện anh sợ cái mảnh giấy đó đâu nghe chưa. Anh có thể viết hàng trăm hàng ngàn cái luôn. Alo, tôi nghe đây. Hả, Trần Vô đó hả? Hy vọng là tối nay ba sẽ không đi uống rượu nữa. Anh về rồi đây. Họ không thể nào hoàn thành bất cứ việc gì nếu không có anh. Ôi trời ơi, con gái, giờ này mà vẫn còn thức hả? Được rồi ba thấy hơi mệt nên phải vào tắm đây. Đứng yên đó, em cần phải kiểm tra vài thứ. Thổi hơi đi. Em nghĩ anh đi uống rượu chứ gì. Thật ra anh không có uống đâu. Anh đi làm suốt ngày hôm nay mà. Tại sao em lại không tin anh chứ? Không tin, thổi hơi ra đi. Thôi được rồi, nè. Thổi mạnh hơn nữa cho tôi. Ôi trời. Đây là cái gì vậy hả? Ba ơi ba, ba đã nhai bao nhiêu kẹo cao su vậy? Do hôm nay hơi thở của ba có mùi á. Không thể ngửi được mùi rượu gì kẹo cao su. Xong rồi ha, anh đi ngủ đây. Mình thấy cái gì đó không đúng cho lắm. Ủa, ai gọi cho nhà mình vào giờ này vậy ta? Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Hả? Mình à, đợi một chút đi. Thật là xin lỗi, anh có thể lặp lại những gì anh vừa nói hay không? Tôi gọi tới từ quán bar Corner. Ông Joy Hodon đã để quên cái bóp ở đây, vui lòng đến để nhận lại. Dạ được, xin cảm ơn anh. Ngày mai chúng tôi sẽ đến đó lấy. Mình à. Các con à, bữa sáng sẵn sàng rồi nè. Để con ngủ chút nữa đi, hôm nay chủ nhật mà. Ba, nhìn ba đẹp lắm luôn á. Ba hả? Chà đu à, con hãy mau dậy đi nha.
Ta-da, tất cả đều là do ba làm đó nha. Chúng ta hãy cùng ăn thôi. Dạ, yeah, nhìn rất là ngon. Mẹ ơi, sao ba lại làm vậy? À, từ giờ ba của con phải làm việc nhà trong một khoảng thời gian. Wow, ba đúng là tuyệt vời. Hả? Có gì đâu. Trời, mặn quá. Ờ, món này bị mặn hả? Ở đây ba thử coi. Mẹ nghĩ là ba có thể nấu ăn được sao mẹ? Nhưng mà thật sự không có thể ăn được đâu. Đừng lo, rồi ba của con sẽ làm tốt hơn thôi mà. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại kết hôn với ba vậy hả? Nhưng mà tại sao con lại hỏi mẹ như vậy? Bởi vì con thấy hình như là mẹ không có thích ba mà. Sao con lại nghĩ như vậy? Ôi trời ơi, không phải như vậy đâu. Nếu uống rượu quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của ba. Cho nên á, mẹ mới cố tình làm như vậy, để hy vọng ba của con sẽ uống rượu ít lại đó mà. Nhưng nếu ba con bỏ rượu luôn á thì thật là tốt. Không lẽ trước khi kết hôn ba cũng như vậy sao? Cứ thích đi uống rượu hoài. Trước khi kết hôn đó hả? Để mẹ nhớ thử lại ngày ấy coi sao. À đúng rồi, ba của con không phải là người uống nhiều trước khi kết hôn đâu con. Trước đây ba không phải như vậy hả mẹ? Hồi trước khi kết hôn, ba của con hầu như không uống lấy một giọt rượu luôn đó. Con muốn xin ba hãy cho phép tụi con được kết hôn, xin ba hãy đồng ý ạ. Tôi thật sự rất thích thái độ của cậu. Được rồi, mà cậu uống rượu được không vậy? Dạ. Dạ thưa ba, anh Hodon hầu như không uống lấy được một giọt rượu. Gì chứ, vậy mà cậu dám gọi mình là đàn ông được ha? Dạ, không phải là vậy đâu. Thật ra con uống rượu cũng giỏi lắm. Tuy là con không thích uống rượu cho lắm, nhưng thời gian ở trong quân đội, con đã được cho nghỉ phép vì khả năng uống rượu của mình đó. Cậu nói ta chưa có tin, hãy chứng minh cho ta thấy đi. Trời ơi, anh Hồ Đôn, anh ổn không vậy? Thiệt tình, cậu ta chỉ mới uống có chút xíu thôi mà. Con hứa với ba là sẽ làm cho Nahia được hạnh phúc. Anh Hồ Đôn ạ. Nahia nên sẽ làm cho em hạnh phúc và hãy tin anh đi. Đó chính là lý do. Vì sao mẹ lại khóc vậy? À không, mẹ có khóc đâu chứ. Chỉ là bụi bay vào mắt mẹ thôi mà. Ba ơi, ba không có ở đây hả chị? Ủa, cái bánh đó là sao vậy? À, hôm nay chính là sinh nhật của ba tụi mình á. Cái gì? Sinh nhật của ba con? Ôi trời đất ơi, sao mẹ lại không nhớ chứ? Nhưng ba đi đâu rồi hả mẹ? Cái gì? Ba không có ở ngoài sân hả? Không thấy ba ở đó. Thôi các con đừng lo, mẹ sẽ đi tìm ba về nhà ngay. Tụi con cũng đi tìm ba. Ôi trời ơi, ba của các con có thể đi đâu mới được chứ? Hả? Mẹ ơi, ba ở bên kia kìa. Ủa? Ba ơi, mình ba ơi. Ôi trời ơi, hô đôn à, anh đang làm gì ở đây vậy chứ? Mình ơi. Bà xã hả? Các con nữa. Chỉ là muốn nấu cho gia đình mình món súp cá rong biển nên ba đã đi ra siêu thị. Ôi trời ơi, trời bắt đầu tối rồi sao? Cho anh xin lỗi. Anh không làm gì sai hết đâu, cần phải xin lỗi chứ. Anh không biết rằng anh và các con đã làm cho em hạnh phúc như thế nào đâu. Bà xã. Nhưng em sẽ thấy hạnh phúc hơn nữa nếu như sau này anh có thể uống rượu ít lại. Được rồi, anh hiểu lòng em mà. Anh sẽ cố gắng uống rượu ít hơn. Đói bụng quá. Con cũng đói bụng. Đói bụng rồi hả? Vậy mau về nhà thôi. Ba sẽ làm cho các con món súp thật tuyệt. Dạ. Mẹ ơi, chúng ta đi ăn mì có được không? Nếu để ba nấu thì con sợ. Các con đừng lo mà, cứ về nhà đi. Mẹ sẽ nấu món súp cá thật ngon cho cả nhà. Ba, thật tuyệt vời.
Cha đu nổi loạn. À, thiệt là mẹ đi đâu mà không cho mình đi theo vậy chứ. Mẹ ơi mẹ. Mẹ thiệt là mẹ với mấy em đi đâu mà để con đợi quá trời lâu luôn à. Con đã đứng chờ mẹ hơn 3 tiếng rồi đó. Mẹ đi chưa tới nửa tiếng mà. Hôm nay Mimi về sớm nên mẹ tranh thủ đi chợ mua chút quần áo cho Mimi và Barbie luôn. Đối với mẹ thì chưa tới nửa tiếng, nhưng với con là đã 3 tiếng rồi. Vậy thì con nên về cùng lúc với Mimi chứ. Ai biểu ham chơi về trễ chi. Thời gian quý báu đã mất của con thì tính làm sao đây? Trời ơi, mua thiếu rồi. Cha đu ơi. Dạ. Hồi nãy mẹ quên mua giá rồi. Con đi mua giùm mẹ đi. Mẹ ơi, con đang coi tivi mà. Hôm nay lại là tập đặc biệt nữa. Hôm nay sẽ là tập đặc biệt của trẻ em trưởng thành. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Dạ. Bây giờ mẹ đang bận chuẩn bị bữa tối nên mới phải nhờ con đi mua giùm mẹ thôi mà. Nè cha Mimi, em đi mua cho mẹ đi. Em cũng phải coi tivi mà chị. Mimi vẫn chưa giỏi làm phép tính. Con bé sẽ không đếm được tiền. Con mau đi đi cha đu à. Thật không công bằng mà. Con đi nhanh đi rồi về thì vẫn còn kịp xem mà. Tại sao con cứ luôn cãi lời mẹ hả? Con có muốn ăn tối nữa hay không đây? Dạ con biết rồi. Mẹ đưa tiền cho con đi. Con sẽ đi nhanh rồi về. Em liễu hồn mà học toán cho tốt đi nha. Mình phải đi thật nhanh để về còn coi tivi nữa. Cho đến lúc mình quay lại. Chương trình ơi, đừng có hết nha. Cô ơi, con muốn mua giá. Mình đã phải nín thở và chạy thục mạng tới đây. Thậm chí mình còn phải bỏ ngang chương trình tivi mà mình yêu thích nhất nữa. Được rồi, hôm nay sẽ là căn nhà này. Trời đất ơi, mẹ đã nói là hôm nay trời mưa mà. Sao con không mang dù theo? Nhưng lúc con đi mẹ đâu có dặn con mang dù theo. Rồi giá đâu? Hôm nay bên cửa hàng đó không có mở cửa. Chuyện này mà mẹ cũng không nhớ nữa là sao? Kỳ vậy cả. Thật tình là mẹ không biết chuyện này. Mà thôi, con mau đi thay đồ ướt ra đi. Nhanh rồi ra ăn tối. Vậy là thời lượng của chương trình đã hết rồi. Tạm biệt các con nha. Hẹn gặp lại vào tuần sau. Chương trình của mình hết rồi. Mấy đứa ơi, ra ăn tối đi nè. Dạ. Thực sự đã hết rồi sao? Đó là tập đặc biệt, sẽ không được phát lại và mình không thể coi lại được. Tức là mình phải chờ tới tuần sau nữa mới được coi hả? Ăn thôi. Tất cả là tại mẹ hết. Từ giờ mình sẽ không nghe lời mẹ nữa đâu. Nếu mình mà còn nghe lời mẹ thì mình sẽ đổi tên của mình luôn. Sẽ là Hoang Cha Đu, Ly Cha Đu chứ không phải là Cho Cha Đu nữa. Đúng vậy, từ giờ mình sẽ không nghe lời nữa. Ơi, sao mà Cha Đu khóc dữ vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Mimi à, sao chị con khóc vậy? Dạ, con cũng không biết nữa. Chị ơi, sao chị ủ rũ quá vậy? Ôi, mẹ biết rồi, con đang giận mẹ chứ gì. Thôi mọi người ăn đi, đừng có quan tâm tới nó. Âm hồng. Cha Đu ơi, con mau thử món này đi. Món này đúng khẩu vị của con luôn đó. Con làm gì vậy? Ăn thêm đồ ăn đi chứ. Con ăn vậy được rồi. Con cứ ăn cơm không như vậy sẽ bị mắc nghẹn đó. Mau uống miếng nước đi. Con không uống nước đâu. Tóc của con vẫn còn ướt kia kìa. Mau sấy khô đi, nếu không sẽ bị bệnh đó. Con không sấy tóc đâu. Mình sẽ không nghe lời mẹ. Không bao giờ nghe nữa. Ôi trời ơi, con đang học bài hả Cha Đu?
Dạ con không có. Con đang định đi đâu đó? Dạ đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong nhớ tắt đèn đó, có nghe không? Con sẽ không tắt đèn đâu. Không tắt đèn, vậy con sẽ làm gì? Con sẽ không làm gì hết. Được thôi, vậy con đừng làm gì nữa hết. Dạ được, từ giờ trở đi con sẽ chỉ chơi thôi. Mẹ ơi, con buồn ngủ quá à. Được rồi, hai đứa mau về phòng ngủ đi. Chúc ba mẹ ngủ ngon nha. Còn con nữa, mau đi ngủ đi. Con không ngủ đâu. Ê, vậy con cứ đứng đó mà chịu lạnh suốt đêm đi nha. Không đâu, con sẽ về phòng. Nhưng con tuyệt đối sẽ không đi ngủ. Chắc là hôm nay cha Đu giận em lắm. Anh đừng có quan tâm, con bé sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Mình không ngủ, mình nhất định sẽ không ngủ. Mẹ nghĩ mình sẽ sớm bỏ cuộc chứ gì. Nhưng không đâu, không bao giờ. Mình sẽ không nghe theo mẹ nữa đâu. Dạ, hôm nay trời mưa rất lạnh nên sẽ không ai dám bước ra khỏi phòng. Đúng là một cơ hội hoàn hảo để hành động. Em vừa nghe thấy tiếng gì đó. Ôi, anh xin lỗi, anh vừa mới xì hơi. Mới củ cải này nhìn tươi ngon quá. Mình sẽ có một bữa thật ngon. Ôi, khởi đầu của mình thật là suôn sẻ. Bức tranh này nhìn rẻ tiền quá. Sao không có gì hết trơn vậy nè? Hên là thằng nhóc không thấy mình. Kỹ năng lẩn trốn của mình đỉnh nhất thế giới mà. Mẹ ơi! Anh ơi, em nghe thấy có tiếng gì đó. Lần này không phải do anh đâu. Trời ơi, em nghe thấy tiếng ai đó té cái phịch mà. Cái gì? Ai té chứ? Nhóc là ai vậy? Mình sẽ không ngủ. Mình sẽ không nghe gì hết. Nhóc đừng có như vậy. Con nít thì phải ngủ sớm đi chứ. Quan trọng là nhóc không nên hù dọa người lớn như vậy, biết chưa? Không được, mình sẽ không ngủ đâu. Ê nè, nhóc kia, có phải nhóc đang mớ không vậy hả? Bị mộng du đúng không? Em nghĩ là nhà mình có trộm đó. Chúng ta phải làm sao đây? Shh. Mình hiểu rồi, không có đứa con nít nào thức đến giờ này hết trơn. Nhóc không dụ được ta đâu. Mình không ngủ, mình nhất định sẽ không ngủ. Nhất định là vậy. Nhóc đừng có nói không ngủ nữa được không? Ăn trộm nè. Đừng yên đó, tôi đúng là ăn trộm. Nhưng tôi chưa có lấy gì hết trơn á. Có ăn trộm hả chị? Cha Đu à, giờ này mà con còn thức nữa hả? Con nói là con không ngủ mà. Sẽ không bao giờ ngủ đâu. Con vẫn còn đang chơi cái trò đó nữa hả? Có ăn trộm lẻn vô nhà lỡ con gặp chuyện gì thì sao? Có ăn trộm hả mẹ? Wow, chú đó là ăn trộm thiệt kìa chị. Thì ra con bé không hề ngủ. Nó phát hiện ra mình. Mình đã đi ăn trộm 10 năm nay rồi. Vậy mà lại thua trong tay một đứa con nít sao? Con không quan tâm nhà mình có ăn trộm hay không đâu. Cứ để hắn lấy hết đồ trong nhà đi cũng được mà. Trời ơi, trong này mạnh miệng quá đi à. Cái con bé này có bị mất trí rồi hả? Bình thường mẹ đâu có quan tâm tới con. Nên nếu bị ăn trộm bắt đi cũng đâu có sao. Cho ông ăn trộm lấy hết đồ trong nhà luôn cũng được. Trời đất ơi, hai mẹ con ngày này giận nhau căng dữ. Sao con cứ thích gì là làm đó vậy? Không chịu nghe lời mẹ gì hết à? Con đã luôn nghe lời mẹ. Nhưng mà mẹ khiến con thất vọng lắm. Từ giờ con sẽ không nghe nữa. Ê, bình tĩnh đi bà chị. Nhà chị chắc còn cãi nhau lâu lắm ha. Tôi đi trước đây. Gì vậy? Nhóc muốn gì? Chú hãy đem con theo với. Cha Đu à, con mau qua đây với ba mẹ đi mà. Trời ơi, đây không phải là lúc nói chuyện này đâu. Chạy trước đi đó. Trời đất ơi, nhóc buông ta đã đi. Con nít phải nghe lời ba mẹ của mình chứ. Chú không ở đây nên chú đâu có biết cái gì đâu. Trời ơi, nhóc là ta bực quá. Thôi không nói nữa.
đi trước cái đã. Đánh ghê đứng lại. Trả con gái của tôi đây. Anh ơi, báo cáo cảnh sát đi. Củ cải này là thứ mà nhà mình bị trộm đúng không? Chắc là vậy, tôi vẫn chưa kiểm tra nữa. Vừa có chuyện là tôi báo với các anh liền hả? Nhờ con gái dũng cảm của anh chị mà chúng tôi mới bắt được tên trộm này đó. Cái tên này thường trộm ở các nhà quanh đây, nhưng có thâm niên nên khó bắt lắm. Thật vậy sao? Hắn ta bị bắt đúng là chuyện tốt. Nhưng mà Shadu nhà mình đâu rồi? Anh không biết nữa. Sao con cứ không chịu ăn đồ ăn vậy hả? Cứng đầu quá đi hả? Shadu, con còn trong đó hả? Ba chịu hết nổi rồi. Tại con chỉ toàn ăn cơm không nên mới như vậy đó. Con không ăn đồ ăn đâu. Con mau theo mẹ đến bệnh viện đi. Con cũng sẽ không đi đến bệnh viện. Mặc dù mình không nghe lời mẹ nữa, nhưng mình nghĩ là có lẽ mình nên ăn thêm rau củ hoặc gì đó tươi mát. Chứ chân táo bón này đúng là khó chịu. Chúng em cảm ơn cô. À đúng rồi, cả lớp nè, các em biết tuần sau có cắm trại đúng vậy không? Dạ. Tụi em biết chứ, vì kỳ nghỉ và cắm trại là trách nhiệm của học sinh mà. Shadu à, chưa đến ngày cắm trại nhưng Don Don đã mua sẵn bánh kẹo để dành rồi đó cô. À, thiệt là xấu hổ quá đi, mình đã ăn hết rồi nên phải mua lại thôi. Em thiệt là, trong chuyến cắm trại này cô cần một bạn xung phong để tham gia vào cuộc thi tài năng. Gì vậy? Không có ai sao? Nếu các em tham gia, các em sẽ nhận được dụng cụ học tập đó. Trời cô ơi, chỉ dụng cụ học tập sao? Giờ có ai còn muốn mấy cái đó nữa? Không có ai hứng thú hết. Vậy sao? Nếu vậy thì cô cũng hết cách. Vì người tham gia sẽ được tặng phiếu ăn miễn phí tại quán con mèo. Là ảo thuật hay trò hề? Cô sẽ báo với nhà trường là lớp mình không có ai tham gia cuộc thi tài năng ha. Quán ăn giặt con mèo sao? Món bánh kẹo ở đó nổi tiếng vì sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt và cay, tạo nên một hương vị tuyệt vời. Mình phải ăn mới được. Cuối cùng, cho em đi, em sẽ tham gia thử. Nè, cho Shadu, bạn có thử thì cũng không làm được đâu. Sao không lôi xuống nhường cho người khác đây? Bạn nói cái gì hả? Bạn chỉ giỏi ăn, giỏi nói và giỏi chơi đùa thôi à. Cô ơi, em nghĩ các bạn trong lớp cũng nghĩ giống như em, cho nên mình loại Shadu ra đi cô. Dạ thưa cô, không giấu gì cô và các bạn, em có bị hai tài năng lận. Chuyện đó quá vô lý. Thiệt là, các em làm gì vậy? Sau buổi học ngày thứ hai, cô sẽ chọn đại diện để tham gia. Thưa ba mẹ, con mới về. Bây giờ mình phải làm cái gì đây? Mình cần phải tìm ra tài năng nào thật nổi bật để thu hút mọi người mới được. À. Ba ơi, Nuramchi ơi. Shadu, con về rồi sao? Có chuyện gì vậy ba? Không lẽ ở trong nhà có ăn trộm hả? Shadu à, con cẩn thận đó. Shadu à, bình tĩnh đi. Ba của con đang luyện tập chiêu ảo thuật trốn thoát đó. Ảo thuật trốn thoát? Ôi trời ơi, em biết ngay sẽ vậy. Anh đã nói em phải trói đúng hướng dẫn trong sách rồi mà. Ôi trời ơi, bầm hết trơn rồi nè. Cái anh này, bố cứ làm như vậy thì đều là ảo thuật hết sao? Lừa đảo đó. Em mang nói cho cẩn thận. Ảo thuật chính là nghệ thuật. Ảo thuật là loại hình biểu diễn nghệ thuật tuyệt vời nhất. Những nhà ảo thuật rất tuyệt vời. Họ có thể làm tượng nữ thần tự do biến mất và có thể đi xuyên qua vạn lý trường thành. Cho dù bị còng tay hay là bị trói thì họ cũng có thể thoát khỏi song sắt và trói buộc một cách dễ dàng. Hay quá đi, hay quá đi. Rồi em sẽ thấy David Copperfield có thể làm cho tượng nữ thần tự do biến mất, thì anh chắc chắn cũng có thể làm được ảo thuật khiến cho em biến mất. À ha, tôi đã hiểu rồi. Thì ra mục đích của anh mua sách ảo thuật chính là làm cho tôi biến mất. Nếu đã như vậy thì cái này phải biến mất trước.
hay được đó. Quyết định như vậy đi. Ý con là con muốn học ảo thuật á hả? Dạ phải, thưa ba. Nếu vậy thì con cần phải vượt qua rất nhiều khó khăn đó nha. Nhưng không sao, ba sẽ giúp cho con. Trước tiên con hãy đi vô bếp lấy cho ba một trái trứng, ba cục đá và một tô nước nha. Dạ. Ba ơi, ba đang làm ảo thuật có đúng không ba? Còn trò gì khác nữa không ba? Ý con là làm cho trường học biến mất hay là làm cho tách đôi người ở trong hộp ra đó? Xong rồi nè, bây giờ con dang rộng hai tay ra đi. Ba cột chặt quá thì làm sao con tháo được cơ? Tuyệt vời quá đi. Sao hả, rất hay đúng không? Dạ, làm trò này nhất định con sẽ giành giải nhất cho coi. Điểm mấu chốt của trò này là nút ma thuật. Nhìn sơ qua cứ tưởng nó rất phức tạp và siết rất chặt, nhưng sự thật thì đây là nút thắt ảo thuật. Chỉ cần một chút sức mạnh là có thể tháo nó ra một cách dễ dàng. Hả? Vậy thì con cần một người thắt cái nút này cho con, đúng không ba? Tất nhiên rồi. Hả? Con có người bạn nào mà con có thể tin tưởng hay không? Mình xin lỗi, nhưng mình không thể làm với bạn được đâu. Nhưng mình nghĩ chúng ta sẽ giành giải nhất. Vậy hả? Thôi được rồi, không sao đâu. Dù gì mình cũng không cần người xinh đẹp hỗ trợ mình, cho nên mình sẽ tìm một người khác cũng được rồi. Tạm biệt. Cố vậy đi, Minchi sẽ làm được. Hả? Không phải con mới nói sẽ tìm người khác sao? Trong ảo thuật phải cần một người hỗ trợ xinh đẹp, bạn không biết điều đó hay sao? Được rồi, Jadu, bây giờ mình phải làm gì? Trời ơi, cái gì vậy hả? À, bây giờ thoáng hơn rồi nè. Dạ con chào chú, con là Jun Sớt đây. Nè Kim Min Chi, sao bạn làm vậy? Tụi mình đã quyết định làm tiểu phẩm rồi, sao bạn lại bỏ đi chứ? Mình xin lỗi Jun Sớt, nhưng mình không thể không giúp vì mình là người đẹp mà. Trời cha đu, bạn không đúng rồi, sao có thể cướp người của mình? Cha là vậy hả? Khán giả đã tới hết rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Trừ Jun Sớt ra thì ai cũng tham gia được hết. Được rồi, vậy ai sẽ trình diễn đầu tiên? Bắt đầu từ Don Don nha. Biết ngay là bạn ấy sẽ như vậy mà. Alacalitero intero intero. Vậy là bạn ấy ăn trứng để làm ấm cổ họng của mình. Người tiếp theo. Muốn được ăn ở quán ăn vặt con mèo vô vô. Hả? Sao con đẹp trai quá đi? Xin lỗi bạn nha, cha đu. Không sao đâu, đừng khóc mà. Tiếng ngục của mọi người tuyệt quá. Minchi nè, cũng hên là bạn với Jun Sớt không đóng tiểu phẩm đó. Bạn nói đúng lắm. Ha, tụi mình có thể làm tốt hơn mà. Rồi, bây giờ là tiết mục cuối cùng. Ảo thuật gia bậc nhất Choi Chadu và cô trợ lý vô cùng xinh đẹp Kim Minchi. Xin chào mọi người. Mình thấy cũng vậy, ảo thuật là phải vui vẻ một chút chứ. Cái này chán ngắt, không hấp dẫn gì hết trơn. Mấy bạn này thật là. Mà nè, không phải bạn muốn làm ảo thuật trốn thoát gì đó sao? Ảo thuật trốn thoát hả?
không biết làm cái đó sao? À, xin lỗi, mình quên mất, mấy bạn đâu có làm được đâu. Nè, bạn ăn nói thì cẩn thận đó. Thôi đi, mình đã coi mấy bạn luyện tập rồi, nhưng ngay cả luyện tập cũng không xong nữa mà. Không làm được thì thôi. Ờ, đúng rồi, ảo thuật trốn thoát khó lắm luôn, đừng cố quá. Nếu bạn làm được trò này, mình sẽ nhường dễ nhất cho bạn. Có đúng không cả lớp mình? Được rồi, Minchi à, chúng ta làm đi. Ninja Đô à. Nếu trong vòng 10 giây Chadu không thể thoát ra khỏi sợi dây đã bị cột chặt thì quả bóng nước ở trên trần sẽ rơi xuống. Bạn ấy sẽ bị ướt và bị phán thất bại. Trời đất ơi, nghe sợ quá trời à. Bây giờ mình sẽ phủ tấm vải lên người bạn ấy và chúng ta cùng đếm nha. Chờ một chút, mình sẽ cột thêm một lần nữa. Ha, bạn tưởng mình không biết hả? Cái dây này Minchi sẽ cột lỏng lỏng để bạn dễ tháo ra chứ gì. Bạn chuẩn bị mà dính nước đi ha, Chadu. Nè, nếu vậy thì mình sẽ cột lại lần cuối. Đã làm thì phải làm cho tới cùng chứ, đúng không? Trời đất, hôm nay Jun Sách toàn làm mấy chuyện hợp ý của mình không à. Xong, mình đã cột chắc chắn rồi. Bơi, trên. Chadu à. Sao mấy bạn lại bắt đầu trước rồi? Dương Sức à, mời bạn vào đây. Dương Sức nè, đừng diễn kịch nữa, hãy tham gia với tụi mình đi. Cái gì? Nếu muốn thành công trong trò ảo thuật trốn thoát này thì tụi mình cần một người hỗ trợ đẹp trai. Đẹp trai hả? Chắc chắn sẽ có người giống như mẹ của mình cản trở chúng ta, cho nên chờ một chút, mình sẽ cột thêm một lần nữa. Nè, mình sẽ cột lại lần cuối, đã làm phải làm tới cùng chứ. Lúc đó, bạn hãy tháo cái nút thắt mà anh Huy đã cột ra, rồi đổi thành nút thắt ảo thuật là được rồi. 3, 2, 1. Rồi, các em, mau lại đây nào. Hương vị sô-cô-la đậm đà, ngọt ngào giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại được. Cắt, lỗi rồi, tôi xin lỗi, những người ở phía sau tránh sang một bên. Tôi chưa từng thấy ai tới khu của mình quay quảng cáo hết trơn á, công nhận nhìn hay thiệt. Chị ơi, em là người hâm mộ cuồng nhiệt của chị á. Bạn im lặng đi, xấu hổ quá à. Chị ấy chưa đủ đẹp để làm một ngôi sao, chỉ do chị ấy diễn xuất tốt mà thôi. Trời ơi, làm sao mắt mũi miệng có thể nằm gọn trên khuôn mặt bé xíu đó được vậy chứ. Snack choco, mình ước gì được ăn snack choco nguyên một ngày luôn. Snack choco à. Mọi người ơi, trong lúc đang quay xin mọi người hãy giữ im lặng. Chúng tôi chân thành cảm ơn. Kay à, như vậy cũng khá tốt rồi. Nhưng cô có thể ăn ngon miệng hơn bằng cách bỏ bột sô-cô-la vào miệng được không? Thử lần nữa nha. Dạ, dĩ nhiên rồi, thưa đạo diễn. Tất cả chuẩn bị, bắt đầu. Ngọt ngào, giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại được. Các, bây giờ chúng ta chỉ còn quay một cảnh toàn phía sau nữa thôi. Mọi người cố gắng nha. Hey, được thì cũng được rồi, nhưng mình cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Đạo diễn ơi, chúng ta phải quay xong trước hoàng hôn đó, liệu có kịp không? Không còn lựa chọn nữa, để về hậu kỳ sửa lại đoạn này cũng được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay cảnh cuối nha. Hãy diễn gợi cảm và ngọt ngào lên. Máy quay sẵn sàng chưa? Diễn. Cắt, ai đang ở đằng sau vậy? Nè cô bé, con đang làm gì ở đó vậy hả? Đó là chị tới khu của mình quay phim kìa. Ngọt ngào giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại được. Mẹ ơi,
nào giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại vị ngon của nó được. Ôi trời, cái gì vậy hả? Dạ, tôi nghe đây. Dạ, ông là đạo diễn quảng cáo sao? À, dạ, dạ, có chuyện gì không? Chị đã xem quảng cáo bánh snack choco chưa? À rồi, tôi mới xem xong. Nhìn con gái chị và bé mèo ăn rất ngon miệng nên tôi đã dùng đoạn phim đó vào quảng cáo. Hy vọng chị không thấy phiền vì điều này. Nhờ con gái của chị và bé mèo mà quảng cáo của chúng tôi đang rất ăn khách. Nên tôi có một đề nghị như vậy. Hả? Đạo diễn, ông mới nói ông muốn làm gì? Cái gì? Hợp đồng chính thức sao? Chuyện bạn nói là thiệt hả? Thiệt 100% luôn mà. Họ muốn mình và Nurunchi quay quảng cáo cho họ thêm lần nữa. Ý bạn là họ muốn bạn làm diễn viên phụ để ăn điên cùng phía sau diễn viên chính hả? Đừng có nói như vậy. Bạn còn chưa bao giờ được lên TV nữa kìa. Hả? Bạn nói gì? Mình không thèm chấp với mấy bạn đâu. Sẵn sàng diễn. Các diễn tốt lắm, phản ứng rất tuyệt vời. Shadu, Nurunchi, hai đứa làm tốt lắm. Sao mà hai đứa có thể diễn hoàn hảo chỉ với một lần bấm máy như vậy? Dạ, tụi con diễn tốt lắm hả chú? Dĩ nhiên rồi, chú không cần phải quay thêm nữa luôn. Chú nói vậy có nghĩa là gì chứ? Sao có thể quay một lần là xong? Không phải là con và Nurunchi sẽ được ăn hết số next đó hay sao? Nếu con thích thì chú sẽ gửi hết đến nhà con cũng được. Như vậy không được, mẹ sẽ giấu hết và chỉ cho con ăn mỗi ngày một túi thôi. Máy quay vẫn đang chạy đúng không hả? Chú nói vậy có nghĩa là gì chứ? Sao có thể quay một lần là xong? Không phải là con và Nurunchi sẽ được ăn hết số next đó hay sao? Nếu con thích thì chú sẽ gửi hết đến nhà con cũng được. 4.580 bình luận lận sao? Hơn 3.829.000 lượt xem và đang tăng lên nữa. Các bạn đã xem đoạn phim tạo nên cơn sốt gần đây trên cộng đồng mạng chưa? Đó là đoạn phim của một bé gái và một bé mèo với lượng người xem khổng lồ, vượt qua cả lượt xem của Gangnam Style. Và nó được dự đoán sẽ đạt 5 triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Nè, sau khi xem xong quảng cáo tôi liền đi mua ăn thử. Bé mèo đó nhìn dễ thương quá đúng không? À, mẹ ơi, nhìn kìa. Bé mèo này chính là em ấy đó, có đúng không mẹ? Thật sao? Chị có thêm quảng cáo mới hả? Nghe thích quá đi. Quảng cáo dễ gì vậy mẹ? À, là quảng cáo cho kem và mì ramen đó. Cha Đu sẽ là diễn viên chính trong quảng cáo mì ramen. Hả? Diễn viên chính hả? Bà xã ơi, anh đói quá. Đồ ăn ở trong nồi đó, anh tự lấy ăn đi. Hả? Mì ramen hả em? Mì ramen trên cả tuyệt vời. Hả? Hay quá. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngôi sao mới nổi đã tình cờ xuất hiện trong đoạn phim quảng cáo Bé Chadu và Mèo Nurunchi. Chú chào hai đứa. Chú rất vui vì hôm nay tụi con đã đến. Nghe nói tụi con đang được nhận nhiều quảng cáo hơn. Đây là một bước tiến đáng ngạc nhiên cho một diễn viên nhí, có phải không? Dạ, con và Nurunchi còn có cơ hội được biểu diễn trong một bộ phim truyền hình. Bộ phim Vì Sao Đưa Anh Tới Phần 2. Tụi con sẽ vào vai em gái của người ngoài hành tinh và thú cưng của anh ấy. Thiệt luôn hả? Sao lại có thể như vậy được? Bực mình quá. Em gái à, đi ra nơi công cộng đừng có ăn giống người ngoài hành tinh nha. Không được ăn quá nhiều nữa. Không chịu đâu, đồ ăn ở trái đất ngon quá, em không dừng được. Ôi trời, thiệt là hết cách với em luôn. Thôi được rồi, nhưng đừng có ăn đồ ăn của bé mèo đó nha. Có biết không? Cắt. Được rồi, diễn tốt lắm. Để coi, cảnh tiếp theo chỉ có mỗi Chadu và cô S diễn chung thôi. Nurunchi có thể nghỉ giải lao. Chỉ có mỗi chị và cô S thôi sao? Nurunchi nè, vậy em hãy về phòng chờ trước đi, chị quay xong sẽ qua liền. Nurunchi ơi, chuyện xong rồi. Hả? Hả? Nurunchi. À, em trốn ở đây hả? Em đang ở đâu vậy? Tới lượt em rồi đó. Hay là em ấy đi vệ sinh ta? Em ấy đi đâu rồi không biết. Chú ơi chú, chú có thấy Nurunchi của con đâu không? À,
Không có, chú không thấy. Sao đu à, đang làm gì đó? Con với nuôi đoàn chim mà qua đây đi. Dạ, chú chờ chút, tụi con sẽ qua liền. Tôi nghe đây. Ý con là bé nuôi đông chi bị mất tích hả? Con quay xong thì đi về phòng chờ, nhưng không thấy em ấy đâu hết. Tìm khắp nơi cũng không thấy luôn. Con bình tĩnh đi, đợi mẹ qua đó rồi mẹ con mình cùng đi tìm nha. Nu Rong Chi ơi, không thấy. Mẹ nghĩ là Nu Rong Chi không còn ở đây đâu. Mẹ ơi, có khi nào Nu Rong Chi đã về nhà rồi không mẹ? Con nghe nói mẹ có khả năng định vị rất tốt. Nu Rong Chi ơi, Nu Rong Chi ơi, Nu Rong Chi ơi. Mẹ ơi, chúng ta làm gì đi? Lỡ Nu Rong Chi gặp tai nạn hay xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Xin chào, tôi nghe đây. Hả? Con nói là con đang ở cùng Nu Rong Chi sao? Xin hỏi bạn là ai? Chắc bạn là Chadu phải không? Xin chào. Nè, bạn là ai? Tại sao lại mang Nu Rong Chi của mình đi vậy hả? Mình là chủ của Nu Rong Chi. Bạn nói cái gì? Mình là Nu Rong Chi. Không, mình là chủ của Chi Chi. Tên thật của em ấy là Chi Chi. Làm ơn giúp con với chú cảnh sát ơi. Bạn ấy đã bắt cóc Nu Rong Chi, rồi còn đổi tên của em ấy nữa. Con sợ lắm. Hành động này chính là rình rập, quấy rối và có âm mưu bắt cóc người nổi tiếng đó. Đừng chần chờ nữa chú ơi, hãy mau đi lấy Nu Rong Chi về cho con đi. Chúng tôi tới để mang em ấy về nha. Trước tiên bạn hãy nhìn tấm hình này đi đã. Cái này là Nu Rong Chi lúc nhỏ mà. Mình đã để lạc mất em ấy, tìm suốt mấy tháng cũng không được nên mình đã bỏ cuộc. Nhưng mình đã tình cờ xem được mẫu quảng cáo và nhận ra em ấy. Không phải đâu, Nu Rong Chi là do ba của mình mang về. Mình đã nói rồi, mình mới chính là chủ của em ấy, bạn hiểu chưa? Không, mình không hiểu. Em ấy là mèo của mình, là bạn của mình, là gia đình của mình. Nu Rong Chi, mau qua đây với chị đi. Em sợ lắm có đúng không? Nu Rong Chi. Cô bé à, chú nghĩ đây là chủ cũ của Nu Rong Chi. Nếu đã như vậy chú không thể lấy Nu Rong Chi về cho con được. Phải, tôi nghĩ con bé cần thêm thời gian. Có thể trong khoảng thời gian này sẽ không quay quảng cáo được. Dạ, cảm ơn vì đã hiểu và thông cảm cho con bé. Mình không nên nhận lời quay phim, không nên quay quảng cáo hay phim truyền hình gì hết. Nếu lúc đầu mình không nhận lời thì Nu Rong Chi đã không bỏ đi như vậy. Mình nhớ Nu Rong Chi quá. Thương chị quá, mà Nu Rong Chi cũng xấu tính quá đi. Dù gặp lại chủ cũ thì em ấy cũng đừng quên chúng ta nhanh vậy chứ. Chị ơi, làm sao đây? Em cũng nhớ Nu Rong Chi quá. Mẹ ơi, có thật là hôm nay nhà mà sẽ ăn bít tết không mẹ? Dĩ nhiên rồi, hôm nay các con muốn ăn bao nhiêu cũng được hết, vừa ăn vừa xem phim nữa. Chadu à, con muốn xem phim nào nhất nè? Con không biết, phim gì cũng được. Ai lại đem rác bỏ trước nhà mình vậy hả? Cái tiếng gì nghe quen quen. Nu Rong Chi ơi! Nu Rong Chi ơi! Đừng em về nè! Mình ghét lông mèo. Ủa con gái, em Chi Chi đâu rồi hả con? Con đã gửi nó về lại nhà của cha đu rồi mẹ ơi. Nó đi ra ngoài khắp nơi, lại còn cào đầy tường nữa chứ. Ngày nào nó cũng làm con khó chịu hết. Nhưng mà lúc đầu chính con nói là muốn mang em nó về rồi mà. Thì tại con tưởng nó nổi tiếng, sau đó con sẽ được lên TV nữa. Nhưng mà người đạo diễn tìm không phải là con mèo đó. Nếu không có cha đu thì cũng không có ai đến tìm nó để quay hình hết á. Nè mấy đứa, ba thấy mình nên gọi cho nhà bên đó để hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra có được không. Ba đừng có gọi. Con không quan tâm bên nhà đó đã xảy ra chuyện gì hết. Nu Rong Chi đã quay về rồi, vậy là được. Ba biết rồi, ba không gọi nữa.
시간 지나가는 오늘 그 시간 속에 우리는 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 그 파란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보네 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로 원하네 언제나 널 향한 나의 두 눈은 너의 두 눈빛 가득 따사로운 봄날처럼 샤워